Hello everyone, my name is Võ Thị Diệu Hiền from Nguyễn Xuân Công High School. It's very nice to be here to give you a lesson in English today. Như các em biết thì xã hội ngày càng phát triển. Sự xuất hiện của Internet làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng thay đổi. Tuy nhiên, tầm quan trọng của sách cũng vẫn không hề giảm sút. Có nhiều thể loại sách khác nhau. Để biết hơn về các thể loại sách đó, chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi nhỏ. Here on the screen, you have four books. I would like you to look at the books and tell me what kinds of book are they. Ở trên màn hình mà em có bốn cuốn sách. Vậy thì mẹ em hãy cho cô biết là những cuốn sách này thuộc thể loại nào. Now let's see it together. Mẹ em cùng nhìn vào cuốn sách đầu tiên, God with the Wind. Đây là a novel, right? Now the next one. Mắc biệt, a very popular story, right? So it is a short story. So how about the next one? Right, a very popular book for children, right? So you count comic books. And the last one, of course, thriller books. Okay. Ngoài những loại sách này ra, chúng ta còn rất là nhiều loại sách khác nhau. Vậy cả em có thương đọc sách không? Em đọc sách như thế nào? Thì để biết rõ hơn về điều đó, chúng ta sẽ bắt đầu bài đọc hôm nay. Unit 11, books reading. Let's start our lesson today with some new words. Chúng ta hãy bắt đầu bài học với một số từ vựng. Now everyone, I would like you to look at this picture. What is the woman doing? Yeah, she is taking the food, right? So we have the verb taste. Now everyone listen. Taste, taste, taste. Đấy là một động từ và thường chúng ta hay gặp với nghĩa nếm, nhưng trong ngữ cảnh của bài này nó có nghĩa là đọc thử. Now let's move to another words. Now look at the pictures. What is it? A cow, right? So a cow is chewing the grass. So we have a verb named chew. Now everyone listen. Chew, chew, chew. Đấy là một động từ và nó có nghĩa là gì ạ? Mình hay gặp với nghĩa là nhai. Và trong bài này chúng ta hiểu nó với nghĩa nghiền ngẫm. How do you say tiêu hóa hay đọc và suy ngẫm in English? Of course, it is digest. Từ digest này là từ có hai âm tiết, có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ở từ này mình có hai cách đọc. Em có thể đọc là digest hoặc digest. Cô sẽ chọn cách đọc digest. Now everyone listen. Digest, digest, digest. Okay. Now let's move to the next words. Yeah, here. What is he doing? He is swallowing something, right? So we have another verb. That is swallow. Từ này chúng ta có hai âm tiết và có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Now let's listen. Swallow, swallow, swallow. So how do you say it in Vietnamese? It means nuốt, like in the pictures, hoặc là đọc ngậu nghiến. Right. Now another pictures, please. Can you use a verb to describe these pictures? Mm-hmm. Yeah. As you can say it. Dip into, yeah. Dip into. It's a phrase of verb. So now listen. Dip into, dip into, dip into. Vậy từ này có nghĩa là gì ạ? Nhúng xuống, hạ xuống hay đọc lướt qua. So now let's move to the last word. Yeah. So it is a man, right? What is he doing? I mean, he is reading book, right? So, can you get what's his job?
right? So it is a reviewer, right? So we have another word, reviewer. So đây là một từ có ba âm tiết và có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Đây là một danh từ. Now listen, reviewer, reviewer, reviewer. How do you say it in Vietnamese? Yeah, of course, it's been nhà phê bình. Right, now everyone, we have all six words here on the screen. So now, listen to me, I will repeat the words once. Taste, taste. Chew, digest. Swallow, dip into. Reviewer. Yeah, so we have just go through all the six words. So now, let's move to another activity. Here on the screen, we have an exercise. I would like you to complete the following sentences with the correct forms of the words or phrases in the box. Here in the box, I gave you six words. That is, they are digest, dip into, reviewer, chew, taste, or swallow. So now, let's begin with number one. We would like to tender dash for the useful comments. So, so which words or phrases would you choose to fill in this gap? Now, let's see. Yeah, reviewers, right? We have, ở đây, chúng ta sẽ chọn từ reviewers. Và nhớ thế mẹ đằng sau, bởi vì câu này đang ở hình thức số nhiều. Chúng ta có their useful comments ở đằng sau. Và câu này có nghĩa là chúng tôi muốn cảm ơn những nhà phê bình vì đã đưa ra những lời bình luận rất có ích, rất hữu ích. Now, let's move to number two. When you dash a book, you look, you have a brief look at it without reading or studying it seriously. So, which one would you choose to fill in the gap? Let's see. Dip into. Câu này có nghĩa là khi bạn đọc lướt qua một cuốn sách, bạn nhìn qua nó mà không cần đọc hay là nghiên cứu nó một cách cẩn thận, nghiêm túc. Now, number three. When you read an interesting book slowly and carefully, you what? Here, chew and digest it. Okay? Câu này có nghĩa là khi bạn đọc một cuốn sách chậm rãi và cẩn thận, bạn đang đọc và suy ngẫm nó. Okay, so let's move to number four. It's a good book. I think it's useful enough for you too. So, which word or phrases? Yeah, swallows is the right one. It's the correct answer. Câu này có nghĩa là đó là một cuốn sách hay. Tôi nghĩ sẽ rất hữu ích cho bạn để đọc nó. And the last sentence. Whenever he picks up a book, he reads bits here and there, or in other words, he's, of course here, we use taste it, okay? Chúng ta phải dùng từ taste và có thêm ad ở đằng sau, bởi vì he là ngôi từ ba số ít, động từ phải thêm ad, đang kia thì hiện tại đơn. Câu này có nghĩa là bất kỳ khi nào anh ta cầm một cuốn sách lên, anh ta đọc chỗ này một ít, chỗ kia một ít, nói theo cách khác, anh ta đang đọc thử nó. Okay, so we have just go through an exercise to check the new words. Let's move to another activity. Chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo. Now everyone, so now I would like you to open your book page 119. Here you can see a reading passage. So now I would like you to read the passage and you will have to do some tasks that follows. Okay? Now, let's start. On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. This good advice shows how it is possible to read different types of books in different ways. For example, you might pick up a travel book and read a few pages before going to sleep.
It is enough to dip into it and read bits here and there. In a word, this is tasting. Some stories are for swallowing. Imagine that you have found a good story and, what is even more important, the time to enjoy it. You might be on holiday or on a long train journey. If it is a good book, you might say, "It's so good, I can't put it down." But not all stories belong to this class. Reviewers sometimes describe books as hard to put down or hard to pick up again. Other books are for reading slowly and carefully. If it is a book on a subject that you are interested in, you will want to chew and digest it. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, check that it is not too difficult. Do not start a book unless you can see from the first few pages that it is one you can easily read and understand. Some people think that as more and more people have television in their homes, fewer and fewer people will buy books to read. Why read when television can bring you all the information and stories with color picture and action? But in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than ever before. Books are still a cheap way to get information and entertainment. And you can keep a book forever and read it many times. Books in the home are a wonderful source of knowledge and pleasure. Okay, so you have just read the reading passages. So now let's move to task one. Here on the screen, you have some statements. I would like you to decide whether the following statements are true, false, or not mentioned. Please put a tick in the correct box. So let's begin with number one. You can't read different types of books in the same way. Câu này có nghĩa là gì ạ? Chúng ta không thể đọc những loại sách khác nhau theo cùng một cách. Now let's check. Chúng ta cùng quay lại bài để kiểm tra. Ở đây mình có thể thấy đoạn văn này với câu cô đã highlight. This good advice shows how it is possible to read different types of books in different ways. Câu này có nghĩa là lời khuyên hữu ích này chỉ ra rằng có thể đọc những loại sách khác nhau theo những cách khác nhau. Nhưng người ta lại không đề cập đến là liệu có thể đọc những loại sách khác nhau theo cùng một cách hay không. Vậy câu này chúng ta sẽ chọn phương án là not mentioned. Right? So let's move to number two. When you taste a book, you read it carefully from the beginning to the end. Khi bạn đọc thử một cuốn sách, bạn đọc nó cẩn thận từ đầu cho đến cuối. Is this right? Is this true? False are not mentioned. Now let's see. You might pick up a travel book and read a few pages before going to sleep. It is enough to dip into it and read bit here and there. In a word, this is tasting, right? Vậy thì câu này có nghĩa là gì ạ? Bạn có thể cầm một cuốn sách du lịch lên, đọc một vài trang trước khi đi ngủ. Điều đó đã đủ để bạn đọc lướt qua nó, biết đấy đó. Nói theo cách khác, đó có nghĩa là đọc thử. Vậy đọc thử ở đây có nghĩa là đọc thử ở đây là chúng ta đọc một vài trang, chứ không phải là đọc từ đầu đến cuối. Vậy câu này là false, right? Now number three, many people only have time to read when they are traveling. Nhiều người chỉ có thời gian đọc khi họ đang đi du lịch. Vậy câu này không có thông tin ở trong đoạn văn, cho nên the correct answer is not mentioned. Câu trả lời sẽ là not mentioned. Now number four, books with good stories are often described as hard to put down. Câu này có nghĩa là sách
mà có những câu chuyện hay á, thì thường được miêu tả là khó để đặt xuống, không thể đặt xuống được bởi vì nó quá thú vị ha. Vậy thì is it true fonts are not mentioned? Now let's check together. If it is a good book, you might say it's so good that I can't put it down. Or reviewers sometimes describe books as hard to put down. Đó, nếu đó là một cuốn sách hay, bạn có thể nói rằng nó hay quá, tôi không thể đặt xuống được luôn. Và những nhà phê bình thỉnh thoảng cũng miêu tả những cuốn sách này là khó để đặt xuống. Vậy thì mẹ em đã biết câu trả lời rồi đúng không? Vậy đấy sẽ là true. So the last statement, television has replaced books altogether. Sách, truyền hình đã thay thế sách hoàn toàn. Is it true fonts are not mentioned? Now let's see. Here in the last paragraph, you can see. But in fact, television has not killed reading. Nhưng thật ra, truyền hình không làm mất đi việc đọc sách hay thói quen đọc sách. Vậy thì câu này, true fonts are not mentioned. Of course, it is false. Okay, so let's move to another task. Task 2. Now, I would like you to read the passage again. Fill in each blank with the information from the reading passage to complete the diagram. Mẹ em bây giờ sẽ đọc lại bài đọc ở trang 119. Sau đó hãy điền vào các khoảng trống trong sơ đồ của sách trình chiếu sau đây những cái thông tin thích hợp để điền vào để hoàn thành biểu đồ. Ở đây ở trên màn hình chúng ta đã thấy một cái biểu đồ books, ways of reading, advantages of books over televisions. Vậy chúng ta cùng sửa bài này. Như các em thấy ở trên màn hình, câu 1, 2 và 3, người ta sẽ nói về ways of reading, cách đọc sách. Vậy thì chúng ta cùng quay lại bài đọc để tìm hiểu ba cách đọc sách mà người ta đề cập đến trong bài này là gì. Yeah, some books are to be tasted, others to be swallowed, and some feel to be chewed and digested. Một vài cuốn sách được dùng để đọc thử, những cuốn khác thì đọc ngấu nghiến và một số ít á thì dùng để đọc và suy ngẫm. Vậy thì có bao nhiêu cách đọc đây ạ? Mình có tasting, swallowing, and chewing and digesting, right? So you may put the answer here. Yeah, tasting, swallowing, chewing and digesting. Okay. So how about number 4? What is choosing and digesting? Let's see. Còn câu 4 thì sao? Chúng ta hãy xem như thế nào là chewing and digesting. Other books are for reading slowly and carefully. If it is a good book on a subject that you're interested in, you will want to chew and digest it. Những cuốn sách khác là để đọc chậm rãi và cẩn thận. Nếu đó là một cuốn sách về chủ đề mà bạn thích, thì bạn sẽ muốn đọc và suy ngẫm nó. Vậy chúng ta có thể hiểu rằng đọc và suy ngẫm ở đây có nghĩa là đọc chậm rãi và cẩn thận. So, the answer is reading slowly and carefully. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những cái lợi ích của việc đọc sách so với truyền hình. Chúng ta cùng xem đoạn tiếp theo. You can look at the screen. Books are still a cheap way to get information and entertainment. Ở đây có nghĩa là gì ạ? Nó có nghĩa là sách vẫn là một cách rất là rẻ tiền, ít tốn kém để mà chúng ta thu thập thông tin hay là để giải trí. Vậy thì cái thuận lợi đầu tiên là a cheap way to get information and entertainment. Còn thuận lợi tiếp theo thì thế nào? Chúng ta cùng quay lại để kiểm tra. You can keep a book forever and read it many times. So, the answer is a book can be kept forever and read many times. Vậy chúng ta vừa hoàn thành sơ đồ của task 2.
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo. Let's move to another activities. Ở đây, như trên màn hình các em có thể thấy, bây giờ các em sẽ chuẩn bị xem một video. Đây là những câu hỏi mà các em cần phải chú ý trong quá trình xem video. Mình sẽ trả lời những câu hỏi này. Vậy chúng ta cùng sẽ cùng đi qua từng câu hỏi một. Now number one, who wrote Think and Grow Rich? Ai là người viết nên cái tác phẩm là Think and Grow Rich? Hãy suy nghĩ và trở nên giàu có. Number two, when was it published? Nó được xuất bản khi nào? Number three, what kind of book is it? Nó thuộc thể loại sách gì? Và câu cuối cùng, how many other books about success did he write before his death? Ông ấy đã viết bao nhiêu cuốn sách khác nữa về chủ đề thành công trước khi ông ấy qua đời? Now, let's watch a video and answer the four questions here. From VOA Learning English, this is the economics report in special English. Can you think your way to wealth and success? Napoleon Hill believed that if you think the right thoughts, you can. In 1937, he published the book Think and Grow Rich. Napoleon Hill spent many years researching financial success and observing people who had become rich. Although it was published in the middle of the Great Depression, it was an immediate success. Think and Grow Rich remains one of the most popular nonfiction books ever written. Forbes magazine says it has sold 70 million copies since it first appeared and continues to sell today. Napoleon Hill wrote at least 10 other books about success before his death in 1970. None of Hill's books came close to selling as many copies as Think and Grow Rich. But for today's generation, Think and Grow Rich is now available in a different form. Smarter Comics has released an illustrated version of the book. Franco Arda is the company's founder and publisher. He used to work as an investment banker. He started the company 3 years ago with his own money. He wanted to create picture books that increase understanding. His versions provide much of the information that is in full-length books, but in an easy-to-understand picture or comic form. Franco Arda says readers will understand and remember more about gaining success if they read the comic book version of Think and Grow Rich. He says pictures make the book easier to remember. He says the book taught him to change the way he thinks about money and success. Smarter Comics says the book tells how wealth is a lifelong pursuit achieved by believing in the value of personal ideas. It says anyone can achieve their dreams by refusing to be stopped by temporary problems. For VOA Learning English, I'm Alex Villarreal. Yeah, you have just watched the video. So now, can you answer the questions? Yeah, of course, yes, right? So now, four questions. Number one, who wrote Think and Grow Rich? Ai viết nên cái tác phẩm này ạ? Vậy thì như trong thông tin ở video, chúng ta có tác giả là Napoleon Hill. Okay, so the next one. When was it published? Nó được xuất bản vào năm nào? In 1937, right? And the next one. What kind of book is it? It's quite easy, right? Sách này thuộc thể loại gì? It's a non-fiction book.
And how about the last questions? How many other books about success did he write before his death? How many? Yeah, you can have the answer here. 10 books. Okay, so now let's move to homework. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập đi nha. So you have to write a paragraph about your habits of reading books. The following quiz may help you. You may write about the kinds of books that you read, reason why you read books, ways of reading books, when to read books, or your favorite books. And you have to do task 3 in your task book, page 120. Vậy thì bài tập với nhà em phải làm gì ạ? Ở đây em sẽ phải viết một đoạn văn ngắn về sở thích đọc sách của mình. Em có thể sử dụng những gợi ý mà cô đưa ra ở bên dưới. Em có thể nêu thể loại sách em muốn em đọc là gì, lý do tại sao em đọc sách, cách em đọc sách là gì, khi nào em đọc sách, vào thời điểm nào trong ngày, trong tuần, và cuốn sách em yêu thích là gì. Và nhớ làm bài tập số 3 trong sách giáo khoa trang 120. So that is the end of our lesson today. Thank you very much for your attention. Hope to see you soon. Goodbye.